app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 4 của VietJack. Các con thân mến, ngày hôm nay trong tiết tập đọc này, chúng mình sẽ cùng nhau đọc một bức thư thăm bạn. Lá thư ấy cho thấy tình cảm chân thành của một bạn học sinh ở tỉnh Hòa Bình với một bạn bị trận lũ lụt cướp mất ba. Trong tai họa, con người phải yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Lá thư sẽ giúp các con hiểu hơn về tấm lòng của bạn nhỏ viết bức thư này. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc có tên gọi Thư thăm bạn. Tiết tập đọc của chúng ta ngày hôm nay sẽ có 4 hoạt động: luyện đọc đúng, tìm hiểu bài, luyện đọc hay và củng cố. Bây giờ chúng ta đến với hoạt động đầu tiên, luyện đọc đúng. Mời các con lắng nghe cô đọc bài Thư thăm bạn. Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000. Bạn Hồng thân mến, mình là Quách Tuấn Lương, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Cù Chính Lan, thị xã Hòa Bình. Hôm nay, đọc báo Thiếu niên Tiền Phong, mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Hồng ơi, mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba, xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng, theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình. Mấy ngày nay, ở phường mình và khắp thị xã, đang có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai. Trường mình cũng vừa tổ chức đợt góp đồ dùng học tập giúp các bạn vùng lũ lụt. Riêng mình gửi giúp Hồng toàn bộ số tiền mình bỏ ống từ mấy năm nay. Hồng nhận cho mình nhé. Chúc Hồng khỏe. Mong nhận được thư bạn. Bạn mới của Hồng, Quách Tuấn Lương. Như vậy, các con đã vừa lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Thư thăm bạn. Với bài tập đọc này, chúng mình sẽ chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến chia buồn với bạn. Đoạn 2 tiếp theo cho đến những người bạn mới như mình. Và đoạn 3 sẽ là phần còn lại. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc các từ khó có trong bài. Từ đầu tiên, Hòa Bình. Từ số 2, Hồng. Từ số 3, Quách Tuấn Lương. 4B, Cù Chính Lan. Hòa Bình, Thiếu niên Tiền Phong. Lũ lụt, đau đớn, thiệt thòi, tấm gương, xả thân. Ngoài ra chúng ta còn có các từ như phường, phong trào, quyên góp. Đây là các từ khó có trong bài. Bây giờ cô mời các con cùng cô đọc lại. Hòa Bình, Hồng, Quách Tuấn Lương. 4B, Cù Chính Lan. Hòa Bình, Thiếu niên Tiền Phong. Lũ lụt, đau đớn, thiệt thòi, tấm gương, xả thân. Phường, phong trào, quyên góp. Ở đây trong bài tập đọc này, chúng mình cũng phải lưu ý một số câu văn dài. Ở đây cô đưa ra một số câu văn như sau. Cô có câu, nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba, xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Trong câu này, các con nhớ nhấn giọng ở từ tự hào và xả thân. Ngắt nghỉ hơi ở các vị trí cô đã đánh dấu câu nhé. Tiếp theo ta đến với phần giải nghĩa từ. Trong bài tập đọc này, các con lưu ý cho cô 3 từ. Từ đầu tiên, xả thân, có nghĩa là không tiếc thân mình vì việc nghĩa. Quyên góp là vận động mọi người góp tiền để làm việc nghĩa hay ích lợi chung. Và cuối cùng, khắc phục, vượt qua là khó khăn, trở ngại. Bây giờ chúng ta đến với phần tìm hiểu bài. Câu hỏi đầu tiên, bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? Các con thân mến, bạn Lương và bạn Hồng thì không có sự quen biết nhau từ trước. Lương chỉ biết Hồng khi đọc báo Thiếu niên Tiền Phong, và bạn Lương đã viết thư cho Hồng để chia buồn với bạn Hồng. Câu hỏi tiếp theo, tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng. Đó là các câu: hôm nay đọc báo Thiếu niên Tiền Phong, mình rất xúc động, được biết ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Đây là những câu văn cho thấy sự thông cảm của Lương với Hồng. Câu hỏi số 3, tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Ở đây, đầu tiên các con thấy rằng Lương đã khơi gợi trong lòng bạn niềm tự hào về người cha dũng cảm. Được thể hiện ở câu nói, chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba, xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Thứ hai là Lương đã khuyến khích bạn noi gương cha của mình và vượt qua nỗi đau. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Tiếp theo, Lương thì đã làm cho bạn yên lòng bằng cách bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác, có cả những người bạn mới như mình. Với những chi tiết này cho chúng ta thấy Lương là một người rất biết đồng cảm và biết an ủi với Hồng. Câu 4, nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức thư. Ở đây cô sẽ trích lại những dòng mở đầu và kết thúc bức thư, đó là: Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000. Bạn Hồng thân mến, chúc Hồng mau khỏe, mong nhận được thư bạn. Bạn mới của Hồng, Quách Tuấn Lương. Vậy ở đây, những dòng mở đầu và dòng kết thúc sẽ có tác dụng gì? Dòng mở đầu ở đây, Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000. Bạn Hồng thân mến, phải đây các con thấy rằng những dòng mở đầu này nêu rõ về địa điểm này, thời gian viết thư này, lời chào hỏi người nhận thư. Còn những dòng kết thúc bức thư thì các con thấy rằng đây là để ghi lời chúc, lời nhắn nhủ, cảm ơn, hứa hẹn, ký tên và ghi họ tên người viết thư. Vậy từ đây chúng ta rút ra được nội dung của bài tập đọc này, đó là tình cảm của bạn Lương dành cho bạn Hồng, thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng với bạn. Tiếp theo ta đến với hoạt động luyện đọc hay. Để các con có thể đọc hay được bài tập đọc này, các con cần chú ý về giọng đọc. Khi đọc bài chúng ta cần phải đọc với giọng thể hiện được sự thông cảm và nhấn giọng vào các từ ngữ gợi tả gợi cảm. Trong bài tập đọc này, cô lựa chọn đoạn sau để chúng mình luyện đọc. Bây giờ, cô mời các con lắng nghe cô đọc bài. Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000. Bạn Hồng thân mến, mình là Quách Tuấn Lương, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Cù Chính Lan, thị xã Hòa Bình. Hôm nay, đọc báo Thiếu niên Tiền Phong, mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Lưu ý khi đọc đoạn này, nhớ ngắt nghỉ hơi ở vị trí có dấu câu và vị trí cô đã đánh dấu, nhấn giọng ở các từ ngữ cô đã để màu đỏ. Còn bây giờ, mời các con đến với hoạt động cuối cùng của tiết học ngày hôm nay, hoạt động củng cố. Trong hoạt động củng cố, cô có một bài tập nhỏ như sau. A. Nội dung chính của bài tập đọc thư thăm bạn là. B. Giọng đọc của bài tập đọc. C. Những dòng mở đầu thư có tác dụng. Và D. Những dòng cuối thư có tác dụng. Bây giờ, các con có thời gian là 3 phút để hoàn thành nhiệm vụ này. Đáp án mà cô đưa ra cho bài tập này như sau. A. Nội dung chính của bài tập đọc thư thăm bạn là tình cảm của bạn Lương dành cho bạn Hồng, thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn. Giọng đọc của bài tập đọc đó là giọng thể hiện sự thông cảm. Những dòng mở đầu thư thì có tác dụng cho chúng ta biết rõ về địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi người nhận thư. Những dòng cuối của thư có tác dụng là ghi lời chúc, lời nhắn nhủ, cảm ơn, hứa hẹn, ký tên, ghi họ và tên người viết thư. Thông qua bài tập này thì cô hy vọng sẽ giúp các con có thể tổng hợp lại những kiến thức của bài tập đọc thư thăm bạn. Còn ngày hôm nay, tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.